Một cái máy hút bụi lực hút tương đối mạnh trong một cái thân hình khá là nhỏ gọn ha anh em. Của Makita, xài pin 18V và mức giá tương đối dễ chịu. Chi tiết nó như nào, ngay bây giờ cùng đi xem tiếp nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Cái máy này rất là đa năng, nó có thể hút bụi trong xưởng, hút bụi gia đình, hút ghế sofa hay là hút trong ô tô rất là tiện lợi, bởi vì ngoại hình của nó tương đối nhỏ gọn và xài pin mà lực hút lại mạnh nữa. Máy này có dung tích là 0.65 lít, lực hút tối đa là 3.6 kPa và thân máy thì nặng 1.2 kg nha anh em. Cái anh em mua về thì nó nằm trong một cái hộp khá là gọn như thế này. Và mở ra thì nó sẽ có cái thân máy nè, cái ống nối dài, một cái ống hút khe, một cái đầu để mà hút sàn và một cái giá để anh em có thể khoan vô tường. Khi xài xong thì chúng ta bắt máy lên như thế này ha. Đó. Nó không đi kèm pin sạc nha anh em. Và mức giá của thân máy này hiện tại rơi vào đâu đó tầm khoảng 1 triệu mấy chục ngàn, cỡ 1 triệu đi. Về cấu tạo nó tương đối là đơn giản anh em. Nó sẽ có một cái cò ở đây, khi nào mà chúng ta muốn nó hút thì chúng ta bấm. Tiếng máy cũng tương đối êm ha. Ở phía trước này thì chính là khoang chứa bụi. Đây, khoang chứa bụi của nó như thế này. Ở đây thì chúng ta có cái filter. Cái lớp filter này thì chúng ta có thể mua bên ngoài rất là dễ dàng nha. Bỏ vào, đậy lại, vặn vô. Đậy cái này đúng cái khớp, xoay vặn vô, vậy là xong. Test thử hút mấy cái cục này thử ha anh em. Mấy cục này thì là bằng nhựa, silicon đồ ha. Còn ở bên đây là những cái ốc vít bằng sắt thép nè. Giờ sẽ hút thử nha. Đó, lực hút mạnh ha. Hút ba cái này là dễ ợt luôn, không có vấn đề gì khó khăn hết. Nếu chúng ta muốn hút các khe kẽ thì chúng ta sẽ sử dụng cái ống hút khe này nè, nhét vào đây ha. Này chúng ta có thể luồn vào các cái khe rất là dễ dàng. Và cái máy này anh em lưu ý là nó hút khô thôi nha, không có hút ướt nha anh em. Nếu anh em nào đã có sẵn pin sạc thì Thành thấy là mua về xài cũng rất là hợp lý, bởi vì cái máy này nó tương đối là chất lượng ha. Còn trường hợp chưa có pin sạc thì anh em có thể sắm luôn một cái bộ như thế này cộng với pin sạc, rồi sau này anh em mua thêm các cái thân máy khác về xài. Hệ pin 18V dòng B của Makita này thì rất là ổn và nó là thuộc dạng cái hệ sinh thái phong phú nhất hiện nay trên thị trường rồi. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh tiêu dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênhtiêudung.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên của bên Thành để được tư vấn cụ thể nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá, giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.